9 giờ sáng. Mọi người nhìn thấy là video ngày hôm nay sẽ rất khác một video bình thường của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ không làm beauty review nữa mà sẽ làm food review. Có rất nhiều bạn đã hỏi mình là khi mà đi ra Hà Nội thì mọi người nên ăn món gì. Ngày hôm nay thì với 500.000 chúng mình sẽ đi ăn từ sáng cho đến tối những món mà mình yêu thích nhất từ bé đến giờ. Và bây giờ là 9 giờ sáng nên là chúng mình sẽ bắt đầu bằng việc ăn sáng trước. Bây giờ sẽ đến hàng xôi mà mình đã ăn từ bé đến bây giờ là gần 20 năm rồi. Chính là hàng xôi này ở trên phố Quán Thánh. Đây, địa chỉ của hàng xôi này là 184 Quán Thánh. Rất là bé thôi, mọi người hôm nay thì sẽ thấy nó chỉ đi 2 bước là hết cái nhà rồi. Thì mình đã ăn ở đây từ hồi mà mình đi học múa với học hát ở chỗ nhà văn hóa Ba Đình ở 180 Quán Thánh. Thì mọi người đi sang bên này là nhìn thấy luôn và bật mí mọi người nhá. Quán xôi này mọi người không thể tìm thấy ở trên Foodie đâu, chỉ có mình biết thôi. Con cháu một bát xôi chỉ chả nhiều nước thịt. Em ăn gì? Dạ. Em cũng thế. Hai bát xôi chỉ chả nhiều nước thịt ạ. Nhiều nước thịt. Còn Cường thì ăn xôi thịt chả với lạp sườn. Ra một bát ở đây thì không phải là quá nhiều như là xôi Yến ấy, nhưng mà nó chỉ vào khoảng từ 20.000. Nếu mọi người ăn ít thì chỉ 15.000 thôi, nên là nó rất là rẻ. Ok, bây giờ sẽ ăn thử miếng đầu tiên cho mọi người xem nhá. Ở đây, nếu mọi người đến đây là đầu tiên ấy, mình highly recommend là ăn thịt kho. Rất là ngon luôn. Cường thèm không em? Ngoài ra thì mình thấy là chả ở đây cũng ngon, nhưng mà thịt kho là cái ngon nhất. Bởi vì thịt ở đây ấy, mỡ kho rất là ngon. Mà mình là một đứa rất thích ăn mỡ. Ok. Em sẽ thử cái quán mà chị bảo là từ bé chị đã ăn đấy. Chị ăn đây từ năm 6 tuổi, bây giờ là hơn 20 năm rồi. Có để xe đâu được ạ? Ngon không? Ngon. Vậy là sau bữa ăn sáng vừa rồi thì hai người sẽ mất khoảng 50.000. Vậy là chúng mình còn 450.000 nữa từ bây giờ cho đến buổi tối. Bây giờ chúng mình sẽ đi uống, ăn xong sẽ đi uống một món mà Trinh thích nhất, đó chính là sữa đậu nành. Ngày hôm qua ở trên cái Grab app ấy, thì người ta có gửi một cái khuyến mãi, cái thông báo khuyến mãi mà bình thường mọi người hay nhận được ấy. Ở đây ghi là ưu đãi 30% trên tổng hóa đơn khi thanh toán qua ví điện tử GrabPay by Mocha tại cửa hàng. Và ngay trong đầu danh sách cái cửa hàng ở Hà Nội ấy, thì đó là Soya Garden. Trời ơi, Trinh thích uống ở đây dã man luôn. Và đặc biệt là sau khi ăn xôi xong, nên là bây giờ chúng mình sẽ ra đấy để Trinh thử thanh toán bằng cái ví điện tử GrabPay by Mocha này xem có được giảm 30% không. Bởi vì từ trước đến giờ mình cũng chưa bao giờ thử thanh toán bằng cái này ở cửa hàng cả. Bây giờ sẽ đối mũ bảo hiểm, tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông và đi thôi. Thanh toán Grab Pay by Mocha là có giảm 30% các bạn. Thế cho chị order mấy thứ? Chị muốn dùng đây mang về ạ? Dùng đây. Cho chị một organic soy milk. Dùng xe lồi, xe lồi. Một viên tốt lá dứa. Và một... cái gì nhỉ? Cái này này. Chị đây 8 lít nặng. Giảm 8 lít nặng rồi. Ok. Bây giờ... đây cũng là lần đầu tiên mình. Đây, mình sẽ ấn vào đây. Ấn vào GrabPay by Mocha. Sau đó ấn vào phần pay này sẽ hiện luôn là Soya Garden Giang Văn Minh. Sau đấy thì chị sẽ nhờ em nhập giá tiền đúng không? Dạ vâng ạ. Thank you. Sau đấy thì sẽ thanh toán. Chị gửi rồi đấy, bên em nhận được chưa? 98.000 đồng. 98.000 đồng. Ok. Xin chào.
Tạm tay sau 5 phút thì đồ uống của chúng ta đã ở đây. Breezy smoothie dâu, sữa đậu nành nóng. Và cái này là bean curd lá dứa. Cái này nó như kiểu táo phớ ấy, nhưng mà ở đây nó ngon hơn rất là nhiều với những chỗ khác mà Trinh đã ăn. Thì sau khi mà mình thanh toán xong là 98.000, thì còn được cộng 176 Grab Reward nữa. Bình thường mình sẽ đổi cái Grab Reward này ra để trừ vào những cái tiền mà mình đi Grab ấy, nhiều khi được giảm 10.000, 20.000, 30.000 đó. Nói chung là cái này cũng tiện bởi vì mình là một người không bao giờ mang tiền mặt trong người cả. Với lại là cũng nhanh ấy, chỉ cần quét cái mã phát là xong. Ok, bây giờ sẽ thưởng thức các món ăn và đến giờ ăn trưa thì chúng mình sẽ chuyển sang một địa điểm khác mà Trinh rất là thích ở trong phố cổ. Bây giờ là 1 giờ, đến giờ ăn trưa, bọn mình đang ở một hàng bún ốc rất là nổi tiếng ở trong phố cổ. Đây là bún ốc Cô Huệ ở 43 Nguyễn Siêu. Ngày hôm nay thì bình thường cô sẽ bán đến 2 giờ chiều, nhưng mà bây giờ khoảng 1 giờ, 1 rưỡi hơn ra thì cô đã hết rồi. Còn đúng 2 bát cuối cùng cho bọn mình nên là cô cho rất là nhiều thứ vào trong này. Đây, đây là Cô Huệ. Cô đã bán ở đây 30 năm rồi. Bình thường mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả cô? Từ 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Đấy. Từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. 3 giờ mà bây giờ đã hết rồi. Đông. Đấy. Này nha, cô chỉ bán cho bọn con 20.000 một bát thôi vì tội bọn cô. Vì tội còn ít quá. Thế ạ? Cô chỉ bán 20.000. Thôi cũng được, 20.000 cũng được. 20.000 cô bán 30.000 hôm nay kém một ít đâu thì cô chỉ lấy 20.000 thôi nha. À ok, 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 thế càng tốt. Đây, ban này có cà chua này, ốc này, có hành với cả tía tô, rau sống, rau trần. Đấy, hai bát. Nếu mọi người muốn ăn thêm ốc thì mọi người chỉ cần bảo cô thôi, cô sẽ cho thêm ốc. Đến Hà Nội phải ăn bún ốc nhá. Qua đấy mọi người không ngửi cái mùi này đâu, nhưng mà đây là mùi mắm tôm rất là thơm. Nếu bạn nào mà không ăn được mắm tôm thì mọi người có thể ăn nước mắm. Mình đang ở một hàng muốn ăn mắm tôm mà mình rất thích ăn ở Hà Nội. Hàng này thì địa chỉ là số 5 Mã Mây. Thì thực ra cái đường này nó hơi khó tìm tí. Mọi người cứ tìm ngõ Đông Thái, xong đi thẳng vào ngõ Đông Thái là sẽ nhìn thấy một hàng bún đậu rất to. Và ở đây buổi trưa thì rất là đông, nhưng mà người ta bán đến cả tối luôn, nên là mình chọn cái giờ này mình đi ăn cho đỡ đông. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để ăn bún đậu mắm tôm ngon. Mình đã ăn bún đậu mắm tôm ở rất nhiều chỗ rồi, kể cả ở trong Sài Gòn, trong Đà Nẵng, nhưng mà thật sự là không có chỗ nào ngon như bún đậu ở Hà Nội luôn ấy. Nên là ai ra Hà Nội mình cũng highly recommend là ăn thử bún đậu nhá. Sau khi đã bắt chanh vào rồi thì chúng ta sẽ khoáng lên như thế này. Ở trong này thì có mắm tôm này, một chút dầu ăn, cho một ít quất với cả đường. Bây giờ sẽ ăn đậu nhá.
là bún lá. Nó sẽ là cái bún như này, chứ không phải là cái bún kiểu dài như bình thường đâu. Cuối cùng thì mình đã về đến nhà sau một chuyến food tour dẫn mọi người đi ăn tất cả những đồ mình yêu thích ở Hà Nội từ sáng cho đến bây giờ, là được hình như cũng được gần 12 tiếng rồi đấy. Bây giờ để ngồi tính xem mà chúng mình đã ăn hết bao nhiêu tiền nhá. 50.000 tiền xôi này, cộng với cả 98.000 tiền sữa đậu nành. Tiếp theo là ăn cái gì, bún ốc mỗi bát 20.000, nữa là 40.000, bún đậu hết 90.000, tổng cộng là 278.000 cho hai người ăn từ sáng cho đến bây giờ luôn. Mà thực sự là đến bây giờ bọn mình không thể thở nổi. Mọi người nghe mình nói chuyện thì mọi người biết đấy. Mình còn không muốn đứng lên nữa cơ, bởi vì mình đang quá no. Hy vọng mọi người đã thích cái video này. Và thực ra ở Hà Nội thì còn rất là nhiều những món ngon nữa, nhưng mà trong một ngày thì mình không thể nào mà dồn hết tất cả các thứ được, không thì mình sẽ vỡ bụng mà chết mất. Nên nếu mọi người muốn xem video này tiếp thì mình có thể dẫn mọi người đi tiếp thử những món ăn ngon nữa, thì mọi người có thể comment ở dưới cho mình biết nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Bye bye. Bây phải đi hành răng đây, ăn mắm tôm xong chơi hành răng. Đâu đây? Đi học à?